Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu Hoa hậu Hoàn Vũ nha. Câu này á, muốn giải được câu này chúng ta sử dụng phương pháp bù trừ, có nghĩa là chúng ta có một đại diện cho 100% các trường hợp luôn. Chúng ta sẽ trừ hết hai trường hợp, đó chính là Hoa hậu R nhóm hoặc cả hai Á hậu cùng R nhóm. Thì chúng ta biết Hoa hậu R nhóm là 1 chia cho 4 nằm ở đây. Tuy nhiên, chúng ta có các trường hợp đó chính là Á hậu 1 và Á hậu 2 không giờ nhóm, không R nhóm, hoặc là Á hậu 1 R nhóm hoặc Á hậu 2 R nhóm hoặc cả hai Á hậu đều R nhóm luôn. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có bốn trường hợp nhỏ chúng ta sẽ để ý. Đó chính là Á hậu 1, Á hậu 2 không có R nhóm, đó chính là 1 trừ cho 1 chia cho 5 nhân cho 1 trừ cho 3 chia cho 10. Rồi sau đó chúng ta cộng thêm nha. Để mình kéo cái này xuống nha. Có nghĩa là Á hậu 1 R nhóm nhưng Á hậu 2 không có R nhóm. Trường hợp tiếp theo, Á hậu 1 không có R nhóm nhưng Á hậu 2 sẽ R nhóm. Chúng ta có 3 chia cho 10. Hoặc là cả hai Á hậu đều R nhóm. Tiếp tục chúng ta trừ một trường hợp cuối cùng nha, là có nghĩa là cả ba Á hậu và Hoa hậu cùng R nhóm luôn. À nhầm nhầm nhầm, à, chỉ có Hoa hậu không R nhóm, có nghĩa là chúng ta có một trừ cho một chia cho 4, tại vì á chúng ta có cái cục một chia cho 4 như cái cục này rồi. Thì chúng ta bấm máy tính tính cái cục này thôi. Chúng ta ra 0,705. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hoặc là trường hợp thứ hai á thì chúng ta xét thêm trường hợp đó chính là Hoa hậu này nè, không R nhóm thì chúng ta sẽ có là 1 trừ cho 1 chia cho 4. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Đó chính là Á hậu 1 R nhóm, Á hậu 2 không R nhóm, Á hậu 1 không R nhóm, Á hậu 2 R nhóm hoặc cả hai Á hậu đều không R nhóm, thì chúng ta cũng tính ra được cái con số này luôn. Để mình cái phương pháp thứ hai. Chúng ta bấm mấy cái này ra, nó cũng ra cái con số này luôn. Và đây chính là hai cách giải của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.